Đoạn clip lưu lại tình huống sơ sẩy của người mẹ. Người này nổ máy, ngồi sẵn trên xe chờ con leo lên. Thế nhưng bé bỏng trai khoảng 4 tuổi lại lỡ dặn tay ga khiến chiếc xe lao thẳng xuống đường, kéo theo hai mẹ con. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải đi tới đâm trúng hai mẹ con. Pha va chạm mạnh khiến người mẹ nằm bất tỉnh. Riêng bé bỏng trai lại thoát chết thần kỳ. Giây phút em đứng dậy, lao trong tìm kiếm sự giúp đỡ khiến tất cả ngạc nhiên. Bé trai lỡ dặn tay ga khiến hai mẹ con đâm trúng xe tải, cái kết khiến tất cả ngạc nhiên. Tình huống nguy hại trong clip là bài học cho những gia đình chở con bé dại. Trẻ em hiếu động, dễ dặn nhầm tay ga gây tai nạn khó lường. Nguy hiểm quá, không biết bà mẹ có sao không? Rất nhiều tai nạn mến tâm vì chuyện này rồi, đừng bao giờ nổ máy khi con bé dại chưa trèo lên xe chứ. Một dân mạng bày tỏ. Con mình bao giờ lên hay xuống xe cũng phải nhắc là không được bám vào cái tay ga, lúc nào cũng vậy, bám vào gương để lên xe. Cái này phải dạy các cháu, ngoài ra bố mẹ cũng phải kém cỏi xuyên nhắc nhở, để ý, một dân mạng khác bình luận.